trong quá trình coi là tôi cũng nướng con mực thì cầm cái can cồn nó còn khoảng 1 lít cồn. Thế thì vừa mới rót thêm thì chưa kịp rót nó đã bùng vào trong cái can. Thì là nó bị lổ cái can, thì toàn thân tôi là nhìn thấy ngọn lửa xanh nét. Thì trong lúc bị bỏng thì tôi rất là đau, vì tôi cái vết bỏng của tôi thì bị lửa người mà bị cấp độ 2, cấp độ 3, mà trong đó tôi lại bị bệnh đái tháo đường. Hôm nay là cái ngày mà chú tái khám trong một tháng. Ngay từ đầu chúng tôi phải xác định là những trường hợp như vậy chúng tôi bắt buộc phải đưa lên phòng mổ để gây mê. Và trong vòng ngắn gọn khoảng 20-30 phút với một ekip thực sự chuyên nghiệp, phối hợp của tôi cùng với bác sĩ Tuệ sẽ cùng nhau sử dụng những sản phẩm tốt nhất. Ví dụ là những cái dung dịch thay băng, những dung dịch tẩy trùng tốt nhất, ít ảnh hưởng tới cái lớp da của bệnh nhân nhất, bảo vệ cái biểu mô nhất để tẩy sạch cái vết bỏng. Sau đó là cắt lọc những cái mô chết, mô hoại tử, đánh giá thiệt nhanh. Và đừng có cắt quá, giữ lại những mô còn sống. Và đừng bao giờ tổn thương thêm. Sau đó là dùng những cái sản phẩm hỗ trợ làm vết thương, ví dụ như là những cái loại kem dưỡng ẩm làm vết thương. Và đặc biệt là những cái sản phẩm như là EZF xịt lên để chúng ta có kích thích cái biểu mô. Những cái biểu mô còn sống sót nó sẽ nhân lên, nó làm gấp 3, gấp 4 lần so với bình thường, để chúng ta có thể có hiệu quả điều trị như ngày hôm nay. Là một vết bỏng mà trước đây có thể là mất 1.5 tháng, 2-3 tháng trời làm việc, có thể chưa làm đâu, nhưng bây giờ một vết bỏng vậy, chúng ta trong vòng 7 ngày điều trị tốt rồi bệnh nhân có thể xuất viện. Và sau đó thứ 2-3 ngày tùy theo đánh giá, bệnh nhân có thể vào viện thay băng một lần. Và mỗi lần như vậy bệnh nhân cảm thấy cực kỳ là thoải mái và dễ chịu. Đến hôm nay thì đúng tròn 1 tháng tôi đã được bình phục được như thế này, là rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn các bác sĩ Huy và bác sĩ Tuệ. Bỏng mà cấp độ 2, cấp độ 3, đái tháo đường của tôi mà tôi đã khỏi bình phục được như thế này. Phần đùi, phần bắp chân, rồi phần bụng, nách bên này là cũng rất là nặng. Điều đáng sợ nhất của bỏng ở vùng chi thể, vùng vận động đó là sẹo co rút gây hạn chế vận động. Nhưng trên bệnh nhân này thì các bạn thấy cái vết thương sau 1 tháng lành hoàn toàn, không có biểu hiện của cái sẹo co rút. Tôi cảm ơn bác sĩ Huy, bác sĩ Tuệ là không để đâu hết cái lời cảm ơn của tôi. Bởi vì thực sự là tôi nghĩ là tôi mất Tết và tôi sẽ phải cỡ 1.5 tháng, 2 tháng tôi mới lành. Mà đến bây giờ là bác sĩ bảo chỉ 25 đến 1 tháng là khỏi. Mà đúng hôm nay là tròn 1 tháng là tôi biết của tôi là hoàn toàn bình phục đến 95%. Và tôi rất là cảm phục bác và cũng mong làm sao các bác sĩ Huy và bác sĩ Tuệ với tất cả các bác sĩ bệnh viện Tâm Anh sẽ làm sao những cái ca như tôi hoặc nặng hơn, làm sao các bác cố gắng để chữa cho những người bệnh càng nhanh để người ta bớt đau đớn, đỡ khổ sở. Dạ vâng ạ.